Alo. Alo, chị ơi. Ơi, chào em. Em là chị. Ơi. Giờ chị vẫn muốn đi đâu đây? Chị vừa sang bên xưởng nhà chị làm việc nhưng mà em gọi cô chị lại về nhà chị. Nhà chị là xưởng may à chị hay là cái xưởng gì đó? Đấy là xưởng nhà chị đấy, cái xưởng sản xuất từ tranh điện đấy mà. À, dạ vâng. Em gọi điện hỏi thăm chị chút là chị Nga chị có báo là chị đã hoàn thành xong cái khóa học của bên em ấy. Vâng. Thì chị xác nhận thông tin giúp em với. Chị đã comment ở trên Facebook, trên 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 đấy rồi đấy, trên fanpage của bên em rồi Vâng, em thấy cái đánh giá của chị rồi, nhưng mà bên em đấy. vẫn phải là gọi điện xác nhận lại với học viên. À thế Vâng, à. cho chắc chắn đấy chị. Vâng. Chị Nga là rất là nhiệt tình Dạ vâng. đấy, và hơn nữa là ví dụ như bọn chị, bên của bọn chị nó là bên sản xuất ấy, Dạ vâng thế đâm ạ. ra lại vừa sản xuất vừa thương mại đấy, mà chị lại chuyên bán về các vật tư quảng cáo. Thế đâm ra là chị Nga thì cũng hơi bị đau đầu một chút, là chị phải tìm cho chị là đến khi khi nào, tức là chị vừa muốn theo dõi cái mà tức là bọn chị làm theo lệnh sản xuất không, Dạ thì nó vâng. cũng có từng một cái đơn hàng, một là một, nhưng mà trong cái đơn hàng đấy thì có những cái vật tư mà chị lại còn bán thương mại luôn À, dạ đấy. vâng. Thế đâm ra chị Nga chị lại phải cố gắng để nghĩ xem là làm nào để cho chị có một cái báo cáo nó tốt nhất. Dạ vâng Thì ạ. ok, thì chị đã thấy rất là hợp lý rồi, tức là vừa là đưa vào đối tượng của tập hợp chi phí, vừa lại là từ 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 một cái đơn hàng lệnh sản xuất của chị đi ra À, đấy, thì là vâng chị ạ. đều đều ấy được rồi. Và nói chung là bác ấy cũng phải đau đầu để nghĩ cho chị ra được cái phương án này Dạ đấy vâng. Thế đấy. trước chị học ở giáo trình ở bên em ấy thì là chị học trên chứng từ thực tế hay là chị học ở trên cái bộ chứng từ của bên em? Học cái chị Khóa học học luôn vừa thực rồi tế ấy. luôn, chị À chị học luôn học. thực tế. À dạ vâng. Chị Chị học học như vậy luôn. thì là nó cũng dễ áp dụng. Ví Đúng dụ rồi, mà trong đấy. quá trình học chị vướng mắc ở đâu là giáo viên sẽ hỗ trợ chị luôn, nó cũng rất là dễ. Đúng rồi, đúng rồi, Vâng ạ. rất là nhiệt tình. Cái hôm đầu nhẽ ra là bạn Hằng sẽ dạy chị đấy. À dạ Thế vâng. nhưng mà thực ra thì bạn Hằng thì bạn lại lại bảo là bạn không dạy được buổi tối. Chị Cao Đấy. Hoàng đúng không Mà ạ? chị thì thời gian thực sự là thất thường. Dạ vâng. Thế Bên cũng em giáo may là viên chị. nào thì dạy cũng vậy thôi chị ạ. Vâng. Rồi. Nói chung là cũng tùy từng giáo viên để mà sắp xếp thời gian mà dạy làm sao cho nó phù hợp với học viên nhất thôi. Vâng. Rồi, nhưng mà phải nói là chị Nga chị là như kiểu rất giống một cái đứa bạn chị, kiểu chị đang làm cái kế toán trưởng ở một công ty nào đó rồi thì không rõ, thì ông đấy cũng chỉ hỏi sơ sơ thôi. Thế thì còn cô bạn chị kia thế, mà tức là chị làm chị bảo chúng ơi, chị cảm thấy nếu như mà em vẫn chưa ấy gì là chị không yên tâm một tí nào. Tức là em còn lăn tăn cái gì thì em cứ bảo chị, mà nói chung là cái bước đầu là đầu tiên là chị phải hướng dẫn chị cái này nào kia, bởi Dạ vì thực vâng. ra là chị thì chị chỉ muốn học theo cái kiểu để cách là chị biết quản lý của nó như thế nào, À tức là dạ chị vâng. hiểu nó và chị biết để đến lúc chị còn còn cho nhân viên làm, và sau đó là chị sẽ phân quyền ấy Dạ vâng. đấy, sau này chị kiểm soát, chủ yếu Dạ là như vâng. thế, tức là chị học để chị biết để chị kiểm soát, Dạ chứ vâng chị ạ. lại không có làm trực tiếp, em hiểu Vâng. không Ý đấy. là chị chỉ Thế kiểm tra lại cái mà họ làm rồi thôi đấy. đúng rồi, để Vâng ạ. xem nó có sai hay đúng gì đó Dạ không vâng. đấy, tức là ấy như thế. Thế đâm ra là đến lúc mà cũng lại phải để xem cho các bạn kia, bạn ấy nhập máy cho chị xong ấy đấy, xong bắt Vâng. đầu chị Nga chị mới lại, thực ra chị cũng bị mất công phải ngồi sửa lại ấy, À cũng dạ rất là nhiệt họ tình. Ở cũng họ may nhập là chưa chị đúng Nga hả thì chị? Họ nhập chưa đúng hả chị? họ nhập nó không đúng theo cái quy trình của ban đầu ấy, tại vì thực À. ra cái cô bé đấy là cũng vừa mới ra trường, À thế dạ xong rồi vâng. đến là chị cho học việc luôn Vâng đấy. ạ. Thế đâm ra là chị Nga hơi vất vả cái chỗ đấy. Dạ vâng. là phải Nhưng phải mà lấy. hướng dẫn chị mà chị hiểu và chị làm được việc là cũng là một cái Đúng quan rồi, trọng đối đấy. với cả giáo viên rồi. Đó. Vâng. Thì dạy mình dạy làm sao mà để học viên mà họ học họ hiểu được cơ. Chứ Đúng còn rồi, ví đúng dụ mà rồi. dạy mà để học viên học mà không hiểu được là mình cũng rất là khó. Đúng rồi, mà hôm Vâng. trước ngay từ đầu tiên chị cũng nói rồi, chị nói luôn, mà lúc bắt đầu chị nộp tiền chị bảo Vâng. chị nói thật là chị không biết gì về kế toán nhiều, À dạ nhưng mà không phải là chị không biết mà chị chỉ biết lơ tơ mơ. vâng. Thực ra là bây giờ chị cần phải học để chị còn 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 quản lý cái phần của bên nhà chị Dạ vâng. đấy, chứ còn 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 bên kia của chị lại làm ở trên các phần mềm khác, nó không liên quan đến cái này À đấy, dạ thực vâng. ra là thế. Thế nên ra là chị muốn là, bởi vì cái phần bên của chị bên này nó là sản xuất thì nó Vâng hơi ạ. khó. Nó hơi phức tạp. Vâng. Đấy, nó hơi phức tạp. Vâng. Đó
Rồi, thế đây còn trước đây mà chị biết đến trung tâm em có kênh nào đấy, hay là qua ai giới thiệu chị? Chị cũng qua một chị nữa giới thiệu. À, chị đấy học ở bên em rồi hả chị? Hay sao ạ? Ừ, đúng rồi, chị à. Nga, cũng lại một chị Nga. À, có một duyên với chị nhỏ. Ừ, chị đấy nào có duyên với các chị Nga đấy. Ừ, có duyên đấy. Thật đấy. Ừ, thì chị Nga đấy chị giới thiệu cho chị, bởi vì là thực ra cái chị Nga đấy với chị là cái lúc mà chị mua cái phần mềm Misa thì bọn em sẽ có một cái, tức là bên Misa ấy họ có một cái buổi để tập huấn ấy, để cho mọi người biết qua về cái phần mềm này. Dạ vâng. Đó. Thế là cuối cùng là lại học và học là với cô Hằng gì đấy, tức là chị giới thiệu cho chị cô Hằng. Dạ vâng. Thế nhưng mà đúng là chị với Hằng, chị cũng nói với Hằng, Hằng ơi có lẽ chị em mình đã không có duyên với nhau rồi. Bởi vì là cứ lúc em rảnh thì chị lại bận, mà lúc chị bận thì em lại rảnh. Dạ vâng. Thế nên là không có lúc nào mà kết hợp được để học với nhau. Dạ có vâng. Lúc mà em mới bảo chị ơi chị vào đi để em hướng dẫn cho chị. Nhưng mà chỉ được 5-10 phút phát là chị lại có việc khác ngay rồi. Nên chị bảo thực sự là bây giờ chị, thời gian của chị lại phải cần linh động cơ. Thế dạ không vâng. Thì thôi để em lại báo về trung tâm giúp chị. Dạ là có ai đó hỗ trợ chị được, mà cái giờ của chị là nó hơi ấy, bởi vì là chị vừa làm nhân viên nhưng chị lại vừa làm quản lý. Dạ vâng. Tức là chị đang làm cái ba công ty. Ôi chị làm nhiều thế chị nhỉ. Nó cũng ấy. Ừ, dạ vâng. Nó cũng không thể theo. Thế nói chung là cũng là rất là cảm ơn trung tâm. Đấy. Dạ vâng ạ. À, sau cái khóa học này thì chị đã thấy là cái kiến thức của chị nó nâng lên được nhiều chưa? Rồi, nói chung là cũng tự tin và khá ổn để nói luôn là chị sẽ đăng đấy, thêm ra tối đến thì chị cứ phải ngồi chị check lại chứng từ kiểm tra lại. À, dạ vâng. Dạ vâng, đôi khi thì chị đấy, cũng phải kiểm soát lại như thế, xem nhân viên của chưa? Mình làm đấy. Như thế nào. Ừ. Vâng, dạ vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng ạ. Ừ, đấy. Thì ừ. Em cũng nhưng mà nói gọi... chung là cũng không bị ấy nữa, bởi vì sau khi mà chị Nga này chị còn cho chị ra một cái list luôn là công việc chị cần phải làm như thế nào. Đấy, à. Chị rất là cẩn thận ở chỗ đấy. Dạ vâng. Và chị thấy rất là cảm thấy là nói chung là rất là vui ở cái chỗ đấy, là chị còn không nghĩ ra đâu, chị cũng chưa hề. Thế nhưng mà chị Nga chị biết là bởi vì chị không phải là người nắm chắc về kế toán. Dạ vâng. Thế nên là chị cho chị một cái list ra là công việc là em cần phải làm thế này này. Và khi mà giao ấy đấy cho nhân viên, ví dụ trong cái phần của bên chị thì các định khoản nào cần phải có. Đấy, thì vâng là ạ. Chị cũng đã làm rất chi tiết ra cho bọn chị. Dạ, cái đấy vâng. Là cái mà chị lại không nghĩ là có cái mục này đâu. À. Thực sự là như thế. Ừ. Vâng. Đấy. Chị Nga chị ấy cũng nhiệt tình chị nhỉ. Chị ấy tổng kết hết lại cho chị luôn. Và vâng. Đây này em ơi, theo đúng chương trình này của bên em thì em cứ làm như thế này là ok. Dạ vâng. Đấy. Vậy thì ừ. Chị cứ bám sát cái sườn của chị Nga ghi như đó. Vậy là chị cứ đi theo lộ trình đấy là ok. Đúng rồi, đúng vâng. Rồi. Đấy. Ừ, đấy, tức là chị thấy rất là vui ở cái chỗ đấy. Vâng. Là bảo ôi trời, tại vì có lúc chị cũng kêu chị bảo chị Nga em thực sự em hiểu việc lắm. Bây vâng. Giờ ủng hộ đến này có nhất là có lẽ em sẽ có cái em sẽ bị quên đấy, thế là chị liệt kể hết ra luôn cho chị đấy. Dạ vâng. Nó lại ấy một cái hay ở cái chỗ đấy. Vâng. Nói chung là thì... chị nhiệt tình lắm, phải nói dạ. Là rất là nhiệt tình. Dạ ừ. Vâng. Thì ừ. Cái khóa học một kèm một này là nó cũng mang lại cái lợi ích nhiều cho học viên. Ừ. Để là một giáo viên kèm một học viên thì là nó sẽ dễ hơn là chị học mà đông ấy. Ví dụ đúng như rồi, chị học đúng, lớp đúng. Ấy thì ừ. Chị cũng sẽ không được kèm như vậy đâu. Đúng, đúng. Ừ. Vâng. Đấy, đúng rồi. Ừ. Dạ vâng. Thế còn bình thường như bọn em có dạy không hay là bên em chỉ là chuyên để đi chăm sóc các chị à. Lại như thế này? Em chỉ dạy về mảng thương mại thôi. Ờ, vâng. Hả? Còn ờ. Bên em ví dụ nhiều giáo viên sẽ là phân ra, ví dụ là ai là xây dựng và chuyên về xây dựng, ai là sản xuất thương mại thì chuyên sản xuất thương mại, còn ai là hành chính sự nghiệp ấy thì là bên em sẽ phân ra giáo viên nào chuyên về mảng đấy thôi, chứ không phải là một giáo viên mà dạy đa bên năng được. Bên em có cả giáo viên chuyên về bên về xuất nhập khẩu. Bên em có xuất nhập khẩu, bên em có. À, có đó. Gì? Ừ. Có tại vì nếu khóa như về xuất là nhập khẩu. Chị thì chị không hỏi chị Nga về cái mục đấy, bởi vì là nó cũng hơi ít, nó không nhiều lắm. Thế nhưng mà bên chị cũng có lúc sẽ có nhập khẩu hàng. À, dạ vâng. Ừ. Thì tất nhiên chị chỉ hỏi là nếu như về chị nhập về này thì chị định khoản ở đâu như thế nào thì ok, chị cũng đã hướng dẫn cho mình. Vâng. Đấy. Nhưng mà có điều là bởi vì là bọn chị cũng nhập không nhiều. Vâng. Đấy. Ừ. Đấy. Nếu thì mà chị là... có học chuyên sâu ấy thì bên em cũng có khóa chuyên sâu, nếu mà chị làm nhiều thì chị hãng học vậy. Đúng còn rồi, đúng rồi. Chị của chị nó mỗi thứ nó cũng không quá nhiều. Dạ đấy, nó cũng không cần phải sâu lắm, bởi vì
một bên công ty thì là chuyên về thương mại rồi, một bên công ty này của chị thì chị lại lấy, nhưng mà bởi vì là chủ yếu cái khó nhất ở cái sản xuất thì sản xuất đã giải quyết được vấn đề rồi. Đấy là sản xuất đã vô tư rồi thì thương mại nó cũng sẽ nhàn hơn đúng, nhiều đúng không? Chỉ có nhập vào và xuất ra thôi. Nhập vào và xuất ra thôi, còn cái kia là bọn chị lại còn phải như kiểu là gọi trộn thóc với nhau. Đúng rồi, nó rối lên như nha chị nhỉ, nó rối bời lên như thế là nó rối. Nếu như mà ví dụ như của chị thì nó lại còn đấy, chứ còn nếu mà ví dụ các bên may mặc nó còn khó nữa. Đúng không? Đúng rồi. Nó còn có rất nhiều cái thứ khác, nhưng mà chị gái chị là cái bên may mặc đấy. Dạ vâng. Thế nhưng mà kiểu bên đấy thì người ta cũng có nhiều người dùng bảng khác nhau rồi. Dạ vâng. Không đấy. Còn cái này thì thực ra là nhiều bạn trẻ có khả năng là sẽ cần phải học, cũng cần phải học cái này, nếu mà biết sớm được thì sẽ tốt, sau làm việc dạ, rất là thuận lợi. Dạ vâng. Học kể cả là học ở trên trường, kể cả 4-5 năm đi ra chăng nữa chị ạ, nhưng mà làm ở bên ngoài không là bằng vẫn thực tế không được. Đúng rồi. Trời. Bên em cũng đúng, nhiều đúng, bạn đúng. Mà học 5 năm ra vẫn còn học một khóa ở bên em nữa mà. Sau học một khóa ở bên em thì sẽ tự tin hơn, ra làm việc hơn. Chứ học ở trường đúng, không thì sẽ tin không hẳn, yên tâm. Vâng. Chứ học ở trường xong các bạn ấy ra, thực sự các bạn ấy kể chuyện và trao đổi với bên em ấy là em học ở trường 5 năm ra nhưng mà em vẫn không tự tin để làm việc. Đúng rồi, tại vì là thực ra cái đấy nhiều khi là cái ngoài thực hành nó sẽ khác ngay. Vâng. Giống như ngày xưa cũng thế. Chị chỉ học có một khóa về xuất nhập khẩu nhưng mà chị học theo kiểu 3 tháng ở bên trường ngoại thương ấy. À, đấy vâng. Học mỗi cái đấy thôi, nhưng đến lúc ra làm thực tế nó khác hoàn toàn đấy. Vâng. Nó khác luôn, bởi vì chị nhá cũng lên Nội Bài, chị nhận theo kiểu hàng E cũng có, rồi hàng C ngoài biển kia cũng đi xuống Hải Phòng để nhận các thứ. Thế nhưng mà cái lúc đi làm mới thấy mới va vấp riêng. Đúng chứ rồi. Nó còn cứ bảo là phốt hay là ấy kia, cứ làm mình vận chuyển theo kiểu gì đấy là cái ấy, nhưng mà đến lúc ra mà làm thực tế nó khác hẳn luôn em ạ. Dạ chứ vâng. Chứ không ấy đâu, nên đâm ra là người ta bảo chăm hay không bằng tay quen, những người có kinh nghiệm dạ họ vâng. Truyền lại mê ấy hơn. Đúng rồi. Đấy. Thì là bên em toàn là giáo viên đã đi làm nhiều năm kinh nghiệm ấy chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cũng biết cái cách làm như thế nào, làm sao cho nó thuận tiện. Chị Nga chị lại còn hỏi được thêm kiểu phần một tí là tức là chị rất là tiện, chị cũng không hề giấu một cái gì luôn ấy. Chị vâng. Bảo em cần hỏi gì chị em cứ hỏi, chị dạ sẽ vâng. Sẵn sàng lấy cho em. Dạ đấy vâng. Thế thì có một cái hôm chị phải xử lý một cái hóa đơn, chị cũng phải nhờ hỏi, may quá lại gặp đúng chị kế toán trưởng như thế. Đấy dạ thì vâng. cũng khá là ấy, khá là thì rồi. Sau khi kết thúc khóa học ấy có vấn đề gì thì chị cần hỗ trợ thêm ấy thì chị cứ liên hệ chị Nga hoặc là liên hệ bên em để bên em hỗ trợ chị thêm nhá. Rồi ok, bên em lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ học viên thôi, không có vấn đề gì đâu, mặc dù là chị đã kết thúc khóa học chị nhá. Rồi dạ chị vâng. Cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ vâng. Okay, chị nghỉ rồi. Ngơi nhá. Dạ vâng, em rồi, gọi điện thoại thăm chị chút vậy thôi để bên em thanh toán cho giáo viên mà. Rồi dạ vâng. Ok em. Dạ cảm vâng ạ. Em chào chị nhá. Rồi dạ vâng ạ.